Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa nè mọi. Và ngày hôm nay thì Khải thay mặt anh Tùng. Tối ngày hôm nay Khải thay mặt anh Tùng cũng như là tiếp tục là quay video clip mở tiếp tục bát thứ 3 cho anh em xem. Bát thứ 3 mở rương. Tiếp tục đó là rương bát bảo rương trong bảo. Bảo rương trong bảo. Định quốc An Bang New Tinh và Hiệp Cốt anh em ơi. Hello Miên Hòn nha, đây là mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử kèm với mấy chủ S9 Giang Sơn Ký Sử vừa chính thức gộp nhau như Miên Hòn ơi. Nên là hai server này thành một nha anh em. Hello Chánh Hảo Lâu này mới vô nha. Đúng rồi, một cú đắp chuột là 200.000 Việt đồng anh em ơi. 200.000 Việt đồng nha mọi người. Cứ để đấy mai anh bắt đầu anh shop xem cái nào thích đẹp nhất, đẹp nhì thì anh để cho. Rồi, Ngọc Bộ Nhu Kinh hiện tại là có 3 cái 24 rồi đó. Nhẫn. Cái này đẹp nhất. Cái 24. Dự bộ. Dự hoàng thích này anh em. Nhẫn. Đó, tiếp còn cái hộp bóp. Quá đẹp. Dây chuyền, dây chuyền. Không chịu anh trai. Đục nhu tình. Đục nhu tình. 27 chứ. Không phải bao năm rồi. Anh còn xe anh. Đục. Em ép cùng em quá. Cứ làm đi nhu tình luôn anh vậy. Ôi đồ, cái khả năng ngồi đó. Được cái khả năng này. Cũng được anh em ơi. Cũng được. Người kim à. Ủa, má kháng băng hơi thấp nè. Kháng băng tầm khoảng tầm 26-27 điểm trở lên là. Rồi, tiếp tục anh em ơi. 26-27 là quá ngon. Tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục anh em ơi. Ờ, Ngọc Bội kháng cạnh em này. Quá ok luôn. Khắc Khải làm clip sao mà ta tắt mic à? Ờ anh ơi, em đang la hoành tráng luôn này. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Đây. Nhẫn này được cái ngọc bội đẹp cho anh em xem từ từ nha. Anh Tùng ơi, tí xin cho em xin đôi giày Định Quốc Minh nha. Rồi. Ừ. Tiếp tục này. Má xe mang giày Định Quốc hết rồi, có một con chưa có nó chạy chậm quá. Xin giày anh Thành anh chuyền, còn nào anh An Bang. Không còn cái ác của anh, nó toàn mấy phần trăm thôi, không có ác nào. Em đưa tiền qua đây tao rút cho gấp, đưa tiền với lại tiếp tục em ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục khu những rương tiếp theo ở bát thứ 3 này. Một nhẫn. Ồ, áo 44. Má, kích chuột nó lộn tay, kích áo 44 luôn. Dây chiền. Nhẫn. Ăn ban thì cốt gì cũng được, ăn ban đi. Ồ, ăn ban à. 24. 20. Không có một cái nhẫn ăn ban nào cả. Cái nhẫn đó này nhắn giống với cái nhẫn hỏ ăn ban không người. Giống với nhẫn hỏ ăn ban đây. Hello Clement em ơi. Ok anh em đang xem cùng nhau đỡ lại online trên sân hồ chơi em ơi. Chương trình chúng ta còn rất là dài em ơi. Mới có bát thứ 3 thôi em ơi. Và đây chỉ là đầu tiên của bát thứ 3 thôi. Chúng ta sẽ có thể là 4 đến 5 bát lại em ơi. Tiếp tục Khải sẽ mở tiếp tục những đường tiếp theo. Gần 300 anh em đang xem live trên kênh YouTube anh em ơi. Cùng nhau kích vào cái link game bên dưới nè. Cùng nhau kích vào cái link game Khải có game bên dưới mọi người. Ghé vào cái link top top Khải cho Khải một follow top top ủng hộ chơi em ơi. Cho Khải một follow top top ủng hộ chơi em ơi. Hello Minh Tú nha, hello anh em mới vô nha. Bút kiện này nghe bình nhiều hả? Tùy server thay bạn nha không anh ơi. Hello anh em mới vô nha. Cui này. Đó, làm cái ngọc bội nhu tình đó anh em ơi. Dây chuyền. Áo. Dây chuyền ông Bang ơi. Bao tay Định Quốc. Nhẫn. Em có cái cắn cả lắm rồi. Làm ấy nhá. 22. Ui 22 chuẩn cốt nhỉ. Nhưng mà chỉ được như con cặc. Ừ 49. À. 49 kìa. Không phải 50. Thôi chịu khó 49 rồi. 8. 49 cho Gammy. Anh Ben ơi. Rồi hả? Được 2 nghiệp cốt anh em ơi. Cho mạng Hoàng Phúc vô đánh trận anh Ben. Này cho Gammy đi bại. 22, 49. Gammy bây giờ hết thời rồi. Gammy bây giờ anh em bỏ hết rồi. Còn mấy à cứng thôi. Rồi. Giỡn hoài hồi nãy thì thường cầm ra mi chiếm vô chém gì cái máy. Hello anh em mới vô nha. Anh em đang xem bát thứ 3 này đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Kính chúc anh em xem video vui vẻ nha. Kính chúc anh em ngày mới vui vẻ nha anh em. Hiện tại anh Tùng mua 400 rương anh em ơi, 400 rương anh em ơi. Nhẫn. Nhẫn còn hiệp cốt thôi, mở còn hiệp cốt nhưng tình là nhiều. Lô đi có cái giận. Bao tay. 50. 3. 3. 50. Kéo được 50. Giao dịch bên đây. Được mấy viên vậy? Đó đâu.
dây như này. À, con này nó cũng để lấy con xe rồi, khác về. Ok. Rương đầu tiên 45 rương ở cái bắt thứ ba này chúng ta cũng đã thấy thì được vài cái đồ này mà thực sự là một số đồ như là đình quốc hiệp cốt. Đồ mà đẹp thì có hiệp cốt này, bộ nhu tình này, 48. Còn cái này thì được cái 40. Này đỡ làm phôi. Nên làm phôi là chủ đạo nữa mày. Này là có phôi đỡ. Có phôi đỡ ép cái dây chuyền lên cấp 5 rồi. Khả sẽ có phôi ép dây chuyền lên cấp 5 rồi. Ok. Chúng ta sẽ đến tiếp tục ảnh tiếp theo này mà chúng ta sẽ đến tiếp tục ảnh tiếp theo nha. Anh em đợi trong giây lát nha mọi người. Anh em đang xem cùng nhau follow ủng hộ kênh Top Top Khải vừa thành lập nha anh em ơi. Link ở dưới phần mô tả ghi ở trên YouTube nha anh em. Hoặc là trên phim phở bò này nọ là Khải có ghi một cái link Top Top nha anh em. Anh em gì ghé vào link Top Top cho Khải một follow ủng hộ cho nha anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha anh em ơi. Lỗ banh sát ở Quy Lâm đúng rồi anh em ơi. Đang cảm giác lỗ nặng luôn anh em ạ. Đại lục Bảo Châu kìa. Là cái này mình ăn được kìa. Dây chiền. Cái ở trong Tokyo đúng không? À, đúng không? Phải bị ngon á. À, trong kiểu đó, Tam Quốc Mông Cục rồi. Nó thêm một áo là bao viên nhỉ? Dây chiền. Nón đình quốc. Mười viên. Mười viên. Thắng á. Mười viên nếu ngày mai ăn thì là 11 viên. Được chưa? Ngày ôi. Minh bỏ. Thế thì áo này ngon này, áo chín ngon này. Được. Bán em áo này nhỉ anh Tùng ơi. Được đấy, được. Rồi, tiếp tục. Cháo đình quốc này là nhiều người làm đấy. Ừ. Nón kìa. Cháo đó ngon. Rồi, nón đẹp luôn. Hai cái. Quá đẹp. Quá đẹp nha anh em, nón 2930 luôn. Đó. Má nón kìa. Hai cái đẹp nha, hai cái món này có thể nói là đẹp này. Mình vô là nãy giờ thấy hai món này cực đẹp luôn. Hai món này đẹp á, cho xe đeo được á. Ấu ấu ấu. Vẫn còn ngon á. Sao hiện tại là vẫn ngon cái tấn giống vậy. Đình quốc đúng rồi, võ đang là đình quốc là vẫn đẹp nha anh em. Võ đang nếu mà đình quốc vẫn đẹp. Rồi tiếp tục này. Võ đang mà đình quốc cái hiệu ứng nó tốt mà. Đúng rồi. Rồi với lại tầm này nó có nhận kim quang thì mới ra mới xài được là ngon. Dịch bên ơi. Rồi tiếp tục em ơi. Và rồi ra được hai món khá đẹp em ơi. Để đi ăn cái. Ơi ơi chết rồi anh em, sorry anh em. Đây anh em ơi. Cho lại anh em xem lại anh em ơi. Đây anh em ơi. Khải vừa mở mà quên bật cho anh em xem đây anh em ơi. Một cái nón 29 anh em à. Đó, sorry anh em pha vô rồi nha. Đây anh em ơi. Một cái nón 29 cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi. Một cái áo định quốc 49 anh em. Đó. Hàng cái này là vừa ra là ok anh em ơi. Sorry anh em pha vô rồi, Khải mở mà Khải quên bật lại màn hình live cho anh em xem. Sorry anh em nha. Đó, được hai món nè em ơi. Ui, còn quá trời kinh nghiệm luôn. Rồi, mấy cái này thì rác anh em à. Mấy này thì rác thôi. Nhiều xe quá mà. 45 gồm hắt thôi. Rồi, tiếp tục mở tiếp theo cho anh em xem nha. Dây chiền này. Áo tiếp tục nè. Áo tiếp tục này. Áo tiếp tục này. Tốt ghê. Bạn mở 3 cái. Tiếp tục nữa này. Một cái nhu tình này. Đây rồi. Nhẫn đâu. Còn khoảng 9 cục nữa bên ạ. Ăn bao kìa. 41. Ăn bao. Nói chung là còn được khoảng 9 cục nữa, đúng là khoảng 9 cục nữa. Mấy cái này vứt shop này, vứt rác này. Có 48 à. Nhãn hàng bên á. 15 đủ dân. Ấy cả trưởng 15. Tiếp tục em ơi. Còn hơn 18. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lái thêm rương em ơi. Đây anh em vừa đòi áo với cái nón này. Hai nón thật sự là quá đẹp anh em ơi. Quá cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Ngọc bội này cũng rẻ thôi, ngọc bội này tầm bán cho khoảng tầm bù lỗ được một rương. Có thể bán được khoảng 3 đến 4 kim. Thu lại cũng được một ít thôi. Một rương trung bình khoảng 3 kim. Thì khoảng 200.000 một rương em, 200.000 một rương. Rồi, tiếp tục chương trình mở thiệp tiếp theo. Khả sẽ đứng ở khu vực Lâm An này. Khả sẽ qua Lâm An kiếm cái món ăn bàn này. Nhẫn này, áo này, kiếm nhẫn ăn ban nào, áo này, ngọc bội hiệp cốt nữa, đó, hàng về anh em ơi, hiện tại khô máu là hơn gần 1.000 kim đó, đặt trần ơi, 400 rương anh em nhân lên 3 anh em ơi, cứ một rương khoảng 3 kim anh em, là 1.200 kim anh em ơi, đồ, 42, kỳ thế nhờ. Đào được quốc 40. Đu.
À, cái này mà 50, trời ơi, ôi trời luôn em ơi, đủ xanh. Phải lên. Trời ơi, đủ xanh. À, hot, 530. Đâu, đó nè, nó phải như thế này nè mà. Quá đẹp anh em ơi, quá đẹp luôn em ơi. Đó, cuối cùng ra được ngọc bội hiệp cốt. Nếu mà tầm này thì cái ngọc bội này còn nó còn trên khoảng gần 1 triệu nè em ơi. Ngọc bội này cũng được 1 triệu á, cũng thu về khoảng tầm 15 kim. Bù lỗ khoảng 5 rương nè em ạ. Khoảng 5 rương. Quá đẹp. Rồi. À cái này. Rồi, ok. Một ngọc bội hiệp cốt anh em ơi. Quá đẹp. À cái áo 40 nè mà, cái áo đó mà 47 cũng được đi. Tròn vãi cánh rồi. Này 42. Này được 49. Ồ, tụi này ra ba áo đường quốc này. Vậy 37 cùi quá. Nhận ơi. Thằng bàn không? Không có thằng bàn nào mà. Nhận hiệp cốt. Rồi. Bắt thứ ba sắp sửa chuẩn bị kết thúc rồi, anh em cùng nhau đỡ lại Khải một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Khải sẽ mở thêm tiếp tục 8 rừng cuối cùng và chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với bắt thứ tư anh em ơi. Tại vì một video Khải sẽ làm ngắn anh em ơi, làm dài quá xem anh em nó rất là chán mọi người. Nên là anh em thông cảm vấn đề, Khải sẽ làm nhiều bắt anh em theo dõi dễ hơn nha. Rồi. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ khui 9 rừng còn lại nè em ơi. Ở cái bách thứ 3 này. Một nhẫn. Dây chiền. Bao tay. Đai quần, đai lưng. Nhẫn. Dây chiền. Dây chiền. Hiện tại khả năng mở giùm cho anh Tùng, anh Girl Zonly anh em ơi. Anh đừng, anh Tùng đừng muốn anh em. Dây chiền. Lực thơm miêu, kiểu lô đi coi dây em. Mười này, nhưng bây giờ là 79 thôi, ngon nè. 40 khó lắm. Nhẫn thì có, nhẫn khả năng có, dây hơi khó. À, đâu rồi. 24. Am gấu, tha hồ nhá, tha hồ. 65. 65. Dạ, ôi. 43. 43. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Ok, đến tiếp tục cái tiếp theo đó mày. Này được... Được rồi, được cái ngọc bụi mà gánh hết rồi còn gì nữa. Bỏ này đẹp này. Không ấy nên là trời. Cái nhà bọn có tiền như dây với cái nhẫn mà dễ tiền. Tôi này có thể là ngon mà. Nón đình quốc, áo đình quốc, ngọc bội là đẹp luôn á. Tôi này là một ba món đẹp nhất luôn nè. Ba món đẹp nhất luôn á. Này, không. Tôi này thấy là đẹp luôn á. Cái gì đây? Còn cái tem, cái tool kia thì nó ra. Cái tool kia nó ra được cái ngọc bội ăn bang là nó bù lại được ít. Rồi, tôi này được ba cái này. Thái, ơi. Anh Tùng ơi, đưa ngọc bội cho tôi, anh Tùng. Cái của tôi kháng băng qua 21 thôi. Ngọc bội chúc mừng sinh nhật luôn. Chúc mừng sinh nhật luôn. Ok rồi, anh Tùng ơi. Đưa cho anh Tùng ngọc bội vậy. Rồi, đưa lại. Thằng anh em lại cái này nè. Ok, đưa lại rồi, để anh Tùng giao cho anh em khác cũng được. Khải ơi, xin đôi giày Đình Quốc 3637 gì đó luôn Khải. Tí anh ơi, tí anh Tùng lóc ạc đưa cho anh đây. Tí anh Tùng. Mày yêu. Rồi ok, được rồi. Chúng này nè 37 này á, thằng gì lá cái này sinh lực cao này. Làm ăn nam đi. Cái này nghỉ ra nè. Mày đứng im đó để bạn đi tháo quá cái này bằng đưa lại cho một cái. Ok, đưa lại cho anh. Ok. Cái ngọc bội đã quá minh luôn, quá mắt luôn, quá đẹp. Chết mày rồi. Xì mê. Rồi, xong đây tiếp tục lóc ạc tiếp theo anh em ơi. Ok, Mỹ Trần ơi. Do Khải chém gió nhiều quá, nhiều khi anh em sợ anh em ồn anh em. Lâu lâu phải mít lên tí anh em ơi. Là ó tè lèn bí mà. Cái viên tổng kim kia được 300 triệu luôn cả. Okay. Ừ. Đây, anh được 10 viên, còn bọn em là 11 viên. Quá đẹp. 3 tỷ luôn á. Đúng không, 300 triệu luôn. Cái này Tấn gửi lại cho anh Lùng nha Nam. Ok. Lên cấp luôn. Rồi tiếp tục ảnh tiếp theo nha Nam. Tiếp tục ảnh tiếp theo nha. Tổng kim thắng thua ba ba không viên 35.000 điểm rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục hành tiếp theo em ơi. Tổng kim anh mua viên 35.000 điểm anh thắng đại có 8 mạc lần em ơi. Thằng kia nó nhắn tin mua ngà bụi hiệp cốt cùi cùi cả. cái ông khảo gì vậy Tống. Rồi tiếp tục em ơi. Bằng thần tiếp tục em ơi. Cũng bao nhiêu vậy? Chúng ta sẽ tiếp tục đến bát thứ 3 em ơi. Và sẽ là tiếp tục là khoảng 40 rương nữa nha Nam. Tiếp tục khoảng 40 rương nha Nam. Cứ một bát là Khải mở khoảng tầm 85 cho đến 90 rương nha Nam. Rồi anh em cùng theo dõi cùng nhau đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ chơi cũng như là follow kênh TikTok Khải đỡ bên dưới nha mọi người. Anh em có thể kích vào link TikTok bên dưới ở phần YouTube anh em, cho Khải một follow ủng hộ TikTok nha Nam ơi. Sắp tới đây Khải sẽ like TikTok nhiều hơn nha Nam.
anh em cùng nhau cho Khải một follow TikTok nha. Vui này. Nhẫn. Nhẫn. Dây chuyền. Từ từ, ủ xanh má nó chê hết rồi. Dây chuyền. Áo. Áo. Dây chuyền. Nhẫn. Dây chuyền. Nhẫn nhẫn. Cha cha cha. 50 à? 50 50 anh em. Đó. Anh Tùng đẹp luôn. Một cái 47. Anh quất 50 nha anh Tùng. Má sinh lực hơi thấp mà sao nghe mi mang được. Nghe mi mai ra ô cho qua nó mang áo 49 luôn anh Tùng. Đang mang áo cực phẩm. À cực phẩm hay hay áo cực phẩm hết à. Ok. Quá đẹp luôn em ơi. Rồi. Tùng hỏi mặc áo gì. Rồi, chuyển qua. Quá chất luôn. Cắt cái này vô. Ù, má mở đây ngọc bộ mắt luôn. Phê dữ rồi. Quá phơ. Chúc mừng sinh nhật nha, anh đấy. Quá đẹp. Ồ, nay sinh nhật Tấn rồi ta. Ừ. Tấn sinh nhật hoài ta. Anh em biết biết ngõ gì à, Thành Đô Nha Môn Donate nữa. Đến hết ngày 30, đến hết ngày 30, thôi xong hết rồi. Ui, sinh nhật từ được khui nha em ơi. Một tháng 30 lần. Dây chuyền được tôn nó mở nó ăn này ra rồi sao có người dẫn ai mang quay này không 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 nó nền quốc này áo này dây chuyền này nhẫn này 50 50 nó 30 luôn mất ạ 50 50 anh mang rồi anh mang nhẫn anh mang rồi thì anh mang rồi nhẫn nhẫn hòa anh mang rồi sao lồn đấy điệp cái con bốn mươi cốt đậu xanh của rồi ma vậy mình mọi cái nón mọi cái nón nón như áo Đình Quốc hai món nè ok luôn để mà em gửi cái 15 gồm mắt lên nha anh Tấn ơi. Hello anh em mới vô nha, anh em đang xem cùng nhau đó lại tham luôn follow anh em ơi. Anh em chia sẻ mạnh anh em ơi. Anh em chia sẻ mạnh rồi kéo Dùm Khải 300 người xem trên YouTube Dùm Khải luôn anh em ơi. Gần 300 người xem rồi anh em ơi. Like chia sẻ ủng hộ cho Dùm Khải anh em ơi. Chương trình chúng ta còn đến hơn 150 rương lận anh em ơi. Còn hơn đến 150 rương lận anh em ơi. Nên là anh em cùng nhau chia sẻ ủng hộ Khải anh em ơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube cũng như là kích vào ủng hộ TikTok ủng hộ chơi nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở rương những rương tiếp theo. Giờ Khải sẽ tiếp tục qua Lâm An này mà Lâm An Khải thấy ok hơn này mà làm dây chuyền 20 bù lỗ mà nãy chua quá dây chuyền áo này nón nữa này đẹp này áo nữa đẹp đai lưng áo nữa rồi kiếm áo Đình Quốc nữa rồi kiếm áo Đình Quốc đẹp 50 ơi. Anh em nhìn sơ qua thử ba cái áo này được mấy áo Đình Quốc nè. Theo Khải nghĩ chỉ có hai áo Đình Quốc nha. Khải nghĩ theo sơ hai áo Đình Quốc. Ui. Một cái đầu tiên. Rồi, 45. Trời ơi. À, không đặt mắt 47. 49 hiệp cốt đậu xanh. Bảy mươi mốt Đình Quốc em ơi. 41, vậy là một áo hiệp, một áo như một áo Đình Quốc thôi em ơi. Đó. VV đó thấy không? Đẹp quá, đẹp quá. Lúa về nha, nóng 30 nha anh Tùng. 30 sinh lực dương không? Sinh lực dương nha, nóng này đẹp. Nó thua cái nón cực phẩm là 10 10 đúng rồi. 17 điểm sinh lực. Vậy 16 điểm sinh lực. 16 nó mắt là 50. 17 mắt là 49 chứ. 50 hả? 50 okay, 50 Khải đẹp quá rồi. Nhưng mà nó được gọi là cực phẩm. Nó là cực phẩm. Áo thì mắt 200. Vậy là trong cái tuần này mở được 2 đồ mắt này mà. Nón 30 áo 50 nha anh em. Đó. Ngon. Anh nhớ cái 49 hay sao ấy chứ? 50 áo 50 anh ơi. 50 ngon. 2 bông mắt. Rồi còn 8 rương cuối cùng nè. Tụi này ăn ban nữa chứ tao. Đâu mà đồ, mới ra ngày mọi ăn ban tôi chưa thấy nhẫn luôn em ơi. Chưa thấy chiều luôn. Cái này ra nhẫn nè anh. Anh thấy đêm nay mở chắc đếm hết rương rồi Khải. Đó là mai áo nữa. Ăn ban không. Rồi nó đó. Nó. Rồi nó đó. Nó không nó không. Vậy nè. Vậy bố ba không. Anh có chưa. Nhiều nãy ra được một đứa dài 45 rồi. Á gì, 37. Nãy giờ toàn 37 không à. Ông Bang 28. Bà Linh.
Ném cho đôi giày tí đánh thủ đôi lóc gạc thế. Đôi giày 37 á. Lâm em lấy này chứ đôi này ai mua. Gì đây? Lâm Văn Đông. Lâm Văn Đông. Hồi nãy giờ giày đôi 37 38 không trời, à. Trời, hiệp cốt 47. Giày thì không không thấy giày nhiều, giày toàn cứ 38 36 38 đựng cái 45. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ anh thấy đựng tại cái mấy không à? Một cái mắt thôi. Đúng một cái 45 thôi đó. Anh thấy giày làm gì vậy Cường? Con Nami nó nhìn rác. Nhìn rác. Tại cả lùng lồn. Rồi. Rồi, tụi này được hai món đẹp với một cái nón đầm quắc cũng bù. Nói chung là chung cải đới là cứ một tuần là khoảng tầm 3 cho đến 4 món gọi là xài ổn ổn ok nè. Đỡ khổ hả? Đỡ khổ, được 4 món. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bắt tiếp theo nè em ơi. Và bắt thứ 3 vừa rồi thì anh em cũng đã thấy thì thu được khá đồ nè em ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến bắt thứ tư. Và anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho video này một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Đừng quên đang xem đừng đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Chúng ta còn một bắt cuối cùng em ơi. Rồi cảm ơn em đã xem video.